Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Tây Du Ký là tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, nói về hành trình đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh. Nói là Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn nhưng thực chất 80 kiếp nạn là dành cho Ngộ Không, chỉ có một kiếp nạn duy nhất mà Đường Tăng phải tự mình vượt qua, kiếp nạn Nữ Nhi Quốc. Ở Tây Lương Nữ Quốc, đàn ông là giống sinh vật không tồn tại, phụ nữ tự mình mang thai bằng cách uống nước sông mẫu tử, họ đời đời chỉ sinh con gái. Phụ nữ làm mọi việc, từ làm nông nghiệp đến buôn bán, từ xây dựng đến chiến đấu bảo vệ đất nước. Sự thiện chiến của họ gợi liên tưởng đến bộ tộc các nữ chiến binh Amazon trong bom tấn Wonder Woman. Ở đây có rất nhiều gái đẹp và được lãnh đạo bởi một nữ hoàng nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc giai nhân. Sở dĩ Nữ Nhi Quốc có thái độ thù hận đầy cực đoan đối với đàn ông là do bắt nguồn từ bi kịch của người sáng lập là một phụ nữ bị bỏ rơi. Vị tổ tiên này răn dạy con cháu mình rằng đàn ông là thuốc độc, đàn ông sẽ gieo rắc loại bệnh vô phương cứu chữa có tên gọi tình yêu, và đàn ông hễ xuất hiện là phải bị xử tử để trừ hậu họa. Tuy nhiên, những người phụ nữ ở đây vẫn sống bình thường giản dị, khát khao tình cảm và nhu cầu như bao người khác. Thế nên khi thầy trò Đường Tăng đi qua, họ cũng lan tỏa đam mê và mong muốn chinh phục như lẽ thường. Đặc biệt, Nữ Nhi Quốc mang trên mình một lời nguyền diệt vong khi có một vị hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến và làm nữ vương dung độc. Nữ vương của Tây Lương Nữ Quốc là một người nhan sắc như tiên, má đỏ da tuyết, đã phải lòng Đường Tăng ngay từ lần đầu gặp mặt, tỏ lòng mong muốn được sánh duyên, lại còn muốn nhường ngôi cho Đường Tăng làm vua và mình làm hoàng hậu. Do vậy, nữ vương còn đề nghị cho phí lộ để ba huynh đệ Tôn Ngộ Không lên đường thỉnh kinh, khi quay về sẽ được trọng thương. Trong câu chuyện này, tác giả Ngô Thừa Ân quả thật đã gửi gắm rất nhiều những triết lý thú vị về cuộc sống và tình yêu. Tây Lương Nữ Quốc, một đất nước của những người phụ nữ sống tách biệt với thế giới, đã đứng vững qua nhiều tháng, nhiều năm, lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông, dù cho người này chỉ là hòa thượng. Một nữ vương sẵn sàng rời bỏ ngai vàng, quyền lực để đi theo một nhà sư mà không cần danh phận gì. Người phụ nữ nào khi yêu cũng là một vương quốc như thế, mang trong mình một quyết tâm đánh đổi như thế. Khi hai người lênh đênh trên biển khổ, nàng đã hỏi Đường Tăng thế giới bên ngoài ra sao. Ở đó mỗi người cũng như chúng ta bây giờ vậy, đều trôi giạt, đó là cách Đường Tăng hình dung về nỗi khổ của chúng sinh. Vị tín đồ của Như Lai tin rằng, chỉ cần lấy được chân kinh là có thể giúp tiêu trừ những bất hạnh của con người. Nữ vương nảy sinh tình cảm của Đường Tăng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô lại không biết tình yêu là gì, thế nên nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y, với triệu chứng tương tư khó chữa. Tình yêu đầy ngang trái khi đứng giữa một nữ vương chưa từng biết yêu sẽ phải đối diện với cảm xúc rung động của mình như thế nào, và một kẻ xuất gia như Đường Tăng rung động trước nữ vương. Cả hai đều mang trên vai trọng trách rất to lớn của đại sự, một bên là phổ độ chúng sinh, một bên là trị vì vương quốc, nhưng lỡ xa vào lưới tình thì phải chọn điều gì để tiếp tục. Quốc sư và Hà Thần là hai người cản trở tình yêu trong sáng của nữ vương với Đường Tăng. Nữ quốc sư cảnh báo cô rằng tất cả đàn ông đều là sinh vật độc hại, nên ra lệnh giết chết Đường Tăng cùng đồng bọn. Hà Thần bị lãng quên nên nổi cơn thịnh nộ, làm ngập toàn bộ quốc và muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Độc giả hồi hộp liệu Đường Tăng sẽ quyết định làm gì khi đứng giữa tình yêu cá nhân hay cứu toàn bộ chúng sinh, làm sao để không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng. Đại Thánh Tôn Ngộ Không sẽ chiến đấu như thế nào để chinh phục được Hà Thần, giải cứu sư phụ và anh em của mình ra khỏi rắc rối của tình yêu. Ở Nữ Nhi Quốc, khán giả được chiêm ngưỡng nét đẹp thanh khiết, ngây thơ nhưng cũng đầy chiều sâu của nữ vương. Tây Lương Nữ Vương đã yêu Đường Tăng từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Đường Tăng rơi từ độ cao ngàn trượng xuống vách núi cao dựng đứng, khiến cô cũng rơi theo. "Ngươi là đàn ông hả?" cô tò mò hỏi. "Chẳng lẽ ta không giống?" Đường Tăng đáp, giọng điệu ngập ngừng, nghi ngờ bản thân. Tiếp xúc giữa Đường Tăng và nữ vương còn chưa đến mức chạm tay, thân mật nhất cũng chỉ là nàng kéo nhẹ ống tay áo Đường Tăng hay cưỡi chung một yên ngựa, còn lại hầu hết là trao nhau ánh nhìn vừa day dứt vừa cam chịu. Kết chuyện, không nằm ngoài dự đoán của khán giả, Đường Tăng tiếp tục lên đường đi Tây Thiên, quyết lấy chân kinh vì phổ độ nhân thế, hẹn người thương ở kiếp sau. Nữ vương bị buộc trở về với phẩm hạnh tốt đẹp của người phụ nữ phương Đông là phải tôn trọng chí lớn của người đàn ông nàng yêu, bao dung và thấu hiểu để động viên anh ta yên tâm ra đi. Nàng chính là nhân tố thúc đẩy giúp Đường Tăng vượt qua ải nữ nhi, một kiếp nạn Phật tổ sắp sẵn cho đệ tử của mình. Chân lý, phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, quả nhiên không bao giờ sai. Ngô Thừa Ân đã rất tinh tế khi xây dựng quan hệ giữa hai nhân vật này để diễn tả bản chất tình yêu là vậy, luôn mang đến sự ngang trái, và vượt qua tình yêu vẫn là kiếp nạn khổ sở nhất của mỗi người. Trên đời hai ngả khó lưỡng toàn, không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng, tâm phàm sám hối, hại thanh tu. Chưa bao giờ được thông suốt như vậy, mệnh riêng ta khổ, thỉnh Tây Kinh. Cớ sao sinh nàng hồng nhan khuynh thành, làm sao xóa được hình bóng nàng đây, giống như là phải tự quên tên họ mình. Năm ấy, Đường Tăng rời khỏi Nữ Nhi Quốc, nữ vương khoác phượng quan, dung mạo hoa quý, xinh đẹp không thể tả, tựa nhẹ đầu tường, hai mắt đẫm lệ ngăn trước văn võ bá quan, hướng về phía bóng lưng của Đường ra mà hô lên, "Ngự đệ ca ca, nếu có kiếp sau, cưới ta được không?" Đường Tăng rời đi chỉ cười, lưu lại một câu, "Được." Nhiều người lầm tưởng rằng Ngữ Nhi Quốc là kiếp nạn dễ nhất, có chút buồn chán, không có yêu quái lợi hại. Thế nhưng, có mấy ai thấu được đây mới là kiếp nạn khó khăn nhất, tình quan khổ sở tình quan, cửa ải này quá tan nát tâm can, hỏi thế gian tình ái là gì, gọi một câu, ngự đệ. Đường Tăng thực sự đã động tâm, vì không để cho mình lưu luyến nên không dám quay đầu. Ngỡ như Đường Tăng tránh thoát một kiếp nạn mà vui vẻ nhưng thực ra lại là bỏ lỡ một đời. Cả đời Đường Tăng chỉ nói dối có hai lần, một lừa gạt Tôn Ngộ Không đeo kim cô giới, một là lừa gạt nữ vương chuyện kiếp sau. Một chữ được của Đường Tăng lại là câu nói dối nặng lòng, bởi vì chữ được mà nữ vương đợi Đường Tăng đời sau hồng trang về cưới mà không biết rằng ngự đệ đến Tây Thiên thành Phật vốn dĩ sẽ không có kiếp sau. Cuộc đời vốn dĩ là thế, những thứ không thể chạm tới thì chỉ có thể bỏ qua. Câu chuyện kiếp sau chỉ là cái cớ để kết thúc không trở lên bi thương mà thôi. Điều có thể buông xuống, đôi khi là bởi chưa từng nhặt lên. Bộ phim Tây Du Ký sản xuất năm 1986 là bộ phim sở hữu nhiều ca khúc đặc sắc, được cho là phù hợp với bối cảnh, tình huống và nhân vật. Ca khúc Tình Nhi Nữ được phát trong tập Tây Lương Nữ Quốc. Khúc tình ca này đã khiến rất nhiều thế hệ khán giả phải động lòng. Ca khúc nói về xúc cảm ngọt ngào, dịu dàng đầy tình ý mà nàng Tây Lương Nữ Quốc vương dành cho Đường Tăng. Lời bài hát do nữ đạo diễn Dương Khiết viết, bà đã mất rồi, người hát bản đầu tiên là Ngô Tĩnh, một ca sĩ trẻ thời đó. Vỏn vẹn chỉ 10 câu, bài hát kết hợp cùng diễn xuất của Từ Thiếu Hoa, vai Đường Tăng và Chu Lâm, vai nữ vương, tạo nên một trong những cảnh phim hay nhất Tây Du. Khắc họa nên một thứ còn thiếu sót từ đầu bộ phim đầy những cảnh đánh yêu hàng ma, chính là một chữ tình. Trong chương trình Nghệ thuật nhân sinh Tây Du Ký 20 năm gặp lại, Tây Lương nữ vương nữ diễn viên Chu Lâm đã không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng mình với Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa. Hôm nay gặp lại đoàn làm phim, ánh mắt tôi chỉ muốn tìm lại một người. Cách biệt 20 năm, không biết ngự đệ ca ca có khỏe hay không? Mối tình đơn phương của Chu Lâm với Từ Thiếu Hoa từng là giai thoại được người ta truyền tụng suốt hàng chục năm. Chuyện kể lại rằng, khi Chu Lâm đóng vai nữ vương có tới gặp đạo diễn để bày tỏ ý kiến về vai diễn và tập phim có vẻ thiếu đi trữ tình, lúc chờ đạo diễn cô gặp một chàng thanh niên, như cô tả lại là có ánh mắt thiết tha, khuôn mặt phúc hậu nồng ấm, cô chưa biết đó chính là tình nhân của mình Đường Tăng. Sự gần gũi khi đóng phim, tìm hiểu vai diễn, trong sinh hoạt tập thể kéo hai người lại gần nhau. Hai người cùng tập viết chữ, ngâm thơ, đi ngắm cảnh cùng nhau để làm quen nhiều hơn với vai diễn. Cô yêu chàng lúc nào không hay, tiếc rằng chàng vẫn giữ khoảng cách. Thì ra 3 ngày trước khi theo đoàn làm phim, chàng đã lấy vợ ở quê nhà, thông tin cũng không có nhiều người biết. Với Chu Lâm đây thực sự là tin sét đánh. 2 ngày sau khi biết tin này, Chu Lâm cầm kịch bản mới được sửa đổi trong tay. Ở kịch bản đó, Đường Tăng ngoài việc là một cao tăng, lòng luôn hướng Phật, còn là một con người với tất cả những tình cảm, trăn trở, bồi hồi, suy tư. Cô đã khóc rất nhiều khi đọc kịch bản. Kịch bản cũng là do Từ Thiếu Hoa tự tay sửa đổi lại từ kịch bản gốc đầy những cảnh hàng yêu phục ma. Sau vai diễn bà trở về Bắc Kinh, mang theo mối tình vô vọng, ở một mình tới năm 45 tuổi dù rất nhiều người theo đuổi. Từ Thiếu Hoa cũng rời bỏ vai diễn để tập trung sự học. Và rồi, suốt 20 năm mối khi nhắc đến Tây Du Ký người ta lại kể cho nhau nghe về câu chuyện tình đẹp nhưng đẫm lệ này. Thậm chí, có tin đồn rằng nhiều năm qua dù có vô số người theo đuổi nhưng Chu Lâm vẫn quyết ở vậy để chờ đợi Từ Thiếu Hoa. Phải chăng bóng hình Thánh Tăng vẫn ngự trị đâu đó? Phải chăng đúng như câu chuyện nào đó, những thứ không có được hay đã mất đi sẽ làm người ta vương vấn nhất. Trong tập phim, hai người diễn như không diễn. Ánh mắt của nữ vương khi đưa chiếu chỉ văn thư cho Đường Tăng như còn ngàn vạn lời muốn nói. Ông cũng phải thúc ngựa vội vàng ra đi, trong lòng quả thật suýt chút nữa cũng bỏ cả thanh quy giới luật. Tập này là thử thách khó nhất của Đường Tăng khi vướng vào chữ tình. Ông có bảo nếu còn nhân duyên kiếp sau, ông hẹn nữ vương ở kiếp sau nhưng khi đã thành Phật rồi, thoát khỏi luân hồi sinh tử, đâu còn kiếp sau nữa. Nữ vương đành ôm hận cả đời. Trong lời bài hát có câu nói thay cho lòng của nữ vương. Nguyệt rằng trời rộng đất dài, thương nhau mãi mãi, suốt đời bên nhau. Có rất nhiều câu thoại đặc sắc giữa hai người ở trong phim. Tâu bệ hạ, bần tăng đây đã hiến thân nơi cửa Phật, chẳng qua vì muốn giải thoát cho tất cả chúng sinh, làm cho cõi đời không còn căm hận giết chóc, tranh giành đau khổ, không còn oán thù. Nếu nói như vậy, lấy lòng từ bi thì trước mắt Thánh Tăng đây đang có một chúng sinh cần nhờ người cứu độ. Hay đoạn Đường Tăng động lòng trước nữ vương, phải nhắm chặt cả mắt không dám nhìn, chỉ chuyên tâm niệm Phật, nữ vương có nói. Người cứ nói tứ đại giai không mà sao không dám mở mắt nhìn thiếp, thiếp không tin người nhìn thiếp mà không thấy gì. Toàn bộ tập phim thật đúng như lời bài hát, gặp Thánh Tăng mà nữ vương chỉ hỏi thiếp đẹp hay không đẹp, chứ nói làm gì tới vương quyền phú quý, hỏi làm chi tới thanh quy giới luật. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, sự thật đã được làm sáng tỏ khi Chu Lâm trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh truyền hình Tô Châu. Bà khẳng định bản thân không hề có tình cảm với Từ Thiếu Hoa như lời đồn. Tất cả chỉ là những câu chuyện được thêu dệt, thổi phồng lên từ câu nói của Chu Lâm. Hôm nay gặp lại đoàn làm phim, ánh mắt tôi chỉ muốn tìm lại một người cách biệt 20 năm không biết ngự đệ ca ca có khỏe không. Một tờ báo Trung Quốc sau đó đã giật tít thành yêu Đường Tăng, nữ vương 20 năm không lập gia đình, từ đây gây hiểu lầm cho độc giả. Chu Lâm cũng chia sẻ rằng sở dĩ bà nói như vậy là vì xúc động khi nhớ lại cảnh phim nhiều năm trước. Còn nếu thật sự giữa hai người có tình cảm thì sao dám tỏ bày trước mặt nhiều người. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.